Hiếu Hoàng có nói là bác sĩ ơi, con bị ho nhẹ với bị khô cổ họng và chảy nước mũi thì như vậy là có dương tính với virus hay không? Tôi nghĩ là có lẽ là bạn phải đi đi khám rồi đi xét nghiệm. Còn hỏi với những triệu chứng như vậy thì chắc là cũng khó trả lời bác sĩ. Thật ra thì cái câu hỏi này có khả năng là có thể là nói là từ khi tôi cầm cái đường dây nóng mà mình Liên tục giữa trả nhiệm lời. vụ mà trả lời corona đó, hoặc là tôi đi giao lưu vài bữa nay thì câu hỏi này là câu hỏi cũng với sếp hay là top á. Dạ, Ừ. nhiều người Có hỏi. nghĩa là khi mình nghe một cái thông tin gì đó thì mình rất là lo lắng. Nhưng mà tôi đặt ngược câu hỏi lại là bây giờ cách đây một tháng á, cách đây một tháng á mà cái người này là cũng bị ho sổ mũi, người ta suy nghĩ như sao, người ta suy nghĩ như thế nào? Chắc chắn là ta cũng suy nghĩ là ủa có cái gì đâu, hồi đó giờ mình lâu lâu mình cũng ho sổ mũi mà Dạ. đó, điều đó là điều bình thường. Nhưng mà hiện nay là bởi vì mình có nghe thêm một thông tin nữa là nghe nói là có cái con virus đó ở Việt Nam có 8 người mắc bệnh rồi, thì mình có nguy cơ bệnh hay không thì hoàn toàn không thể dễ dàng mắc bệnh được đâu. Vâng. Chúng ta biết là con virus nó không có tự nhiên trên trời rơi xuống được, mà nó phải có cái nguồn lây của người mang con virus đó, ho một phát văng ra mình hít vô. Cho nên mình ở nhà mình chơi với người bình thường thì làm sao mình có con virus đó được, làm sao mình có con virus đó được. Thành ra mình không có cần thiết phải suy nghĩ về con virus đó gì. Cái thứ hai là về cái mặt triệu chứng á, thì triệu chứng không thể nào biết được cho cái con virus nào, không bao giờ có con biết được con virus nào đâu. Bây giờ cái chuyện thứ ba là bây giờ tự nhiên mình đi mình xin xét nghiệm làm vậy, tại vì mình không có nguy cơ xét nghiệm gì, mà hiện nay không có ai mà mở cái xét nghiệm đó ra cả. Mình muốn xét nghiệm ngoại trừ trường hợp mình đi Trung Quốc về, nhưng mà muốn xét nghiệm là phải nằm trong khu cách ly, tại vì anh có nguy cơ thì anh không có đi đi đi, đi ra ngoài được. Vô khu cách ly đi, tôi làm anh âm tính anh phải đi ra. Cho nên đối với cái tình huống này thì chúng ta không cần suy nghĩ làm gì. Hồi xưa giờ người ta làm sao thì giờ mình làm vậy thôi. Không nên quá căng thẳng. Nếu như mà cảm thấy là môi trường chúng ta không bị ảnh hưởng rồi, cái khả năng mà lây nhiễm không có, chẳng hạn như không có gặp ai đi từ Trung Quốc về, thì có lẽ là nhiều bác sĩ Thủ Khanh cũng đã không nhất thiết gặp phải đến để xin xét nghiệm. Một câu hỏi từ quý khán giả Nip, bạn hỏi là cháu hỏi chi phí điều trị và cách ly sẽ được tính toán như thế nào? Không biết là bác sĩ có nắm về vấn đề này không? Có, Dạ. tại vì chúng ta biết là ở Việt Nam mình á có một cái luật là luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, à chống bệnh nhiễm, thì cho tới hiện nay nếu như cái người mà dương tính với corona thì sẽ được miễn phí hoàn toàn. Còn nguồn kinh phí đó ở đâu thì Nhà nước. để như là nhà nước lo rồi. Vâng. Thứ hai, nếu là mình làm cái xét nghiệm đúng chỉ định, mình nghi ngờ đó, à, cách ly xong mình làm cái này đúng chỉ định đó, thì mình cũng không mất cái tiền xét nghiệm đó. Nhưng nếu mà mình âm tính, người ta không lấy tiền xét nghiệm nhưng người ta cũng sẽ thanh toán cái tiền mà mình nằm viện. Nếu mình đúng tiêu chuẩn bảo hiểm thì mình bảo hiểm sẽ trả cho cái đó. Thành ra cái chi phí điều trị hiện nay cho cái người mà bị nhiễm thì không mất tiền. Dạ.